tổ chức Văn bút PEN Mỹ vừa lên tiếng kêu gọi Việt Nam lập tức hủy bỏ bản án 9 năm tù đối với nhà báo và nhà hoạt động nhân quyền Phạm Đoan Trang và trả tự do cho bà vô điều kiện. Thông cáo báo chí ngày 22 tháng 8 của Trung tâm Tự do PEN, bà Bị nói việc bỏ tù oan bà Phạm Đoan Trang với tội danh tuyên truyền chống nhà nước là một ví dụ nữa về việc chính phủ Việt Nam đàn áp các nhà báo và những người bảo vệ nhân quyền nhằm loại bỏ bất đồng chính kiến và dập tắt tiếng nói của các cuộc tranh luận chính trị. Bà Phạm Đoan Trang bị kết án 9 năm tù về tội tuyên truyền chống phá nhà nước theo Điều 88 vào tháng 12 năm ngoái. Một trong những luật sư bảo vệ cho bà, luật sư Đặng Đình Mạnh, hôm 15 tháng 8 cho biết sức khỏe bà Trang hiện không được ổn và phiên phúc thẩm của bà sẽ diễn ra tại Tòa án Nhân dân Hà Nội vào ngày 25 tháng 8. Phạm Đoan Trang là nhà báo tự do, đồng chủ biên luật khoa tạp chí, tác giả nhiều cuốn sách gây tiếng vang như Chính trị bình dân, Cẩm nang nuôi tù và cũng là đồng tác giả của Báo cáo Đồng Tâm được viết dưới dạng song ngữ. Bà từng được nhận nhiều giải thưởng quốc tế về báo chí và nhân quyền. Tuần trước, Ủy ban Bảo vệ Ký giả CPJ kêu gọi trả tự do cho bà, đồng thời loan báo bà sẽ được trao giải tự do báo chí quốc tế của CPJ tại New York vào tháng 11 tới đây vì sự dũng cảm trong nghề báo.